được tuyển chọn từ những hạt cà phê ngon nhất trên cao nguyên Việt Nam và những vùng trồng cà phê nổi tiếng thế giới. Bí quyết rang xay truyền thống phương Đông và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên King Coffee, tuyệt phẩm cà phê hảo hạng của Trung Nguyên International. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO của Trung Nguyên International chia sẻ: "Khao khát lớn nhất của tôi là đem đến cho người tiêu dùng khắp thế giới những sản phẩm cà phê tốt nhất." Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành cà phê, King Coffee của Trung Nguyên International đã đến Hoa Kỳ và chinh phục thành công thị trường lớn và khó tính bậc nhất này. It's smooth. I like it. I can imagine myself waking up to a cup of this stuff. King Coffee hiện đã và đang vươn ra toàn thế giới với sự hiện diện tại hơn 60 quốc gia, bao gồm các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Úc, vân vân. King Coffee đã vinh dự nhận được những giải thưởng lớn: Thương hiệu nổi tiếng châu Á Thái Bình Dương năm 2017, Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017-2018, Thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2018. King Coffee sẽ tiếp tục chinh phục thêm nhiều thị trường mới tại châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu, với nỗ lực không ngừng nhằm mang đến cho người tiêu dùng những tuyệt phẩm cà phê được cả thế giới ưa chuộng.